Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì tôi lại lách cho anh em một cái thông tin về các cái tính năng mới trong các server nước ngoài cho mọi người. Và đây cũng là một trong những cái tính năng mới như thế, nó tên là Minh Giám. Ở một vài tựa game thì nó cũng đã xuất hiện tính năng rồi, nên là chỉ cần nghe qua một cái thôi là mình biết luôn tính năng này nó là cái gì. Minh Giám đồ giám. Tính năng này nó sẽ sử dụng những cái liên quan đến sưu tập ở trong tài khoản của anh em. Nó cũng thật sự nói nó cũng hơi thiên hướng về tiền một tí, bởi vì tựa game này có quả update Minh Giám này hơi thiếu những cái phẩm thấp đó. Anh em sẽ nhìn thấy những cái màu như này và những cái hình ở trên này, đúng không? Ở phía bên tay trái, ở phía bên tay trái màn hình của các bạn sẽ thấy có hai cái ô, hai quyển sách, một cái là Cẩm Tú Khỉ La, một cái là Vũ Y Nghê Thường. Nó là tên của hai cái Minh Giám. Đó. Minh Giám nó là một cái bộ sẽ gồm những cái nhiệm vụ mà các bạn sẽ phải thực hiện. Nó nhiệm vụ đơn giản lắm, các bạn chỉ cần lắp những cái vật phẩm tương ứng vào đây thôi là nó sẽ kích. Đấy. những cái con số anh em thấy trên màn hình là 1 2 3 4 5 6. Đấy. Này là cái này nó là liên kết. Khi mà các bạn lắp một cái vật phẩm vào cái ô tương ứng này, như ô ở giữa này hình cái con ngựa này chẳng hạn, xong rồi các bạn lắp ở ô trên. Đấy. Thì cái vị trí của nó sẽ liên kết với nhau, nó sẽ tính là một liên kết, và mới một liên kết này nó sẽ tăng một cái thuộc tính liên kết ở bên ô bên tay phải của các bạn. Đấy, một liên kết sẽ tăng HP 1,8%. Đó, cái này nó là tăng có toàn team hay sao? Thì mình thường thường cái này nó sẽ tăng cho toàn team hoặc là tăng trong main, tăng trong main thôi. Đấy, thì anh em sẽ nhìn thấy cái màu của nó này, cái hình cái áo này nó là skin, nó là thời trang ở bên này. Đấy, anh em thấy ô thời trang không? Còn hình con ngựa nó là thú cưỡi. Đấy. Hình màu sắc nó sẽ tương ứng cho cái phẩm của cái đấy. Ví dụ như là cái ở số liên kết số 7 này sẽ là liên kết giữa hai cái, một cái là một cái skin phẩm cam và một cái skin phẩm kim. Thì các bạn đẩy skin và hai cái skin tương ứng này vào trong này thì nó sẽ kích hoạt cái liên kết này. Đấy. Thì ở liên kết số mấy, đây là liên kết số nhá, chứ nó không phải là bao nhiêu liên kết. Đấy, anh em hiểu không? Có nghĩa là với liên kết số 1 này thì anh em sẽ lắp một cái con thú cưỡi kim và một con thú cưỡi bạch kim thì sẽ kích hoạt liên kết số 1. Liên kết số 1 này sẽ kích hoạt HP 1,8%. Đấy, anh em thấy không? Liên kết số 2 là của một con thú cưỡi bạch kim đi với thêm một cái skin bạch kim nữa sẽ kích hoạt liên kết xoa là vật công và pháp công tăng 2,4%. Đấy. Còn cái số 7 này nó là cái số 7 và cái số 6 là những cái gọi là những cái phẩm đầu ấy, thì anh em kích hoạt thì nó sẽ tăng, những cái số 6 sẽ tăng là vật phòng 0,7% này, pháp phòng 0,7%. Đấy. Này nó sẽ không yêu cầu các bạn là sẽ phải lắp ở vị trí nào, chứ các bạn lắp ở đâu cũng được, nó không phải là số thứ tự. Lắp ở đâu cũng được, cứ lắp là nó sẽ kích hoạt thôi. Nên là chỗ này tôi cũng viết hơi sai nhé, tôi viết là liên kết số 1, liên kết số 2, tôi lại viết là một liên kết, hai liên kết. Anh em tôi viết này tôi phải giải thích luôn, không kiểu sợ anh em nhầm ấy, kiểu vậy. Cái này nó không phải là số liên kết mà là vị trí liên kết ở trong cái bảng Minh Giám này. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là các bạn sẽ lắp một cái skin phẩm cam liên kết với một cái skin phẩm kim mà sẽ liên kết số 7. Đấy. Kiểu vậy. Bên này thì một skin đỏ với lại một skin kim thì cái khoản liên kết số 6 ấy, kiểu như vậy. Thú cưỡi thì nó sẽ bỏ vào tương ứng thôi. Đấy, anh em hiểu hình dung ra cái đấy chưa? Đấy. Mỗi khi các bạn kích hoạt được một cái liên kết bất kỳ thì nó sẽ kích hoạt cái thuộc tính liên kết ở bên ô bên cạnh. Đấy, còn cái thuộc tính cơ bản này nó sẽ là do cái các bạn bỏ vào. Mỗi cái ô này ấy thì các bạn sẽ nó sẽ tăng một chỉ số riêng biệt. Đấy, mỗi ô ở trên này sẽ tăng một chỉ số riêng biệt. Khi mà các bạn kích hoạt thì nó sẽ tăng. Còn khi mà các bạn liên kích hoạt hai cái cùng gần chỗ và kích hoạt liên kết thì sẽ tăng cái ô liên kết bên dưới. Còn các bạn lắp được một cái vào đây thì sẽ tăng cái thuộc tính cơ bản. Ví dụ nhá. Đây, mình sẽ ví dụ cho anh em một cái. Ví dụ như là mình sẽ lắp cái skin kim này chẳng hạn. Đấy, lắp skin kim này, mình sẽ lắp ở vị trí ô skin kim này thì HP sẽ tăng là 300.000. Đấy, có những cái ô nó sẽ tăng chỉ số nhiều hơn. Tăng 3 chỉ số là tấn công, phòng thủ, vật lý chẳng hạn. Đấy, tấn công, thủ vật lý và HP này, thủ vật lý và công vật lý chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, cái này là nó khi mình click vào thì nó sẽ hiện những cái bảng, nó sẽ hiện một cái bảng là những cái skin mà mình có thể đưa vào.
Đấy, chứ nó không phải là các bạn sẽ đưa cái skin kia vào đâu, bởi vì đây là skin tím mà. Còn ô này sẽ yêu cầu là một skin kim. Đấy, những cái skin nào các bạn đã liên kết rồi, các bạn sẽ bấm ẩn. Đấy, tuy nhiên nó sẽ không cho các bạn sử dụng skin các bạn đang dùng và thú cưỡi các bạn đang dùng, là các bạn sẽ không được sử dụng, mà các bạn sẽ sử dụng những cái mà các bạn không dùng để các bạn đưa vào trong này. Đấy, anh em hiểu hiểu sơ lược cái cách sử dụng của cái chức năng minh giám này. Đấy, nó sẽ là một trong những cái mà tăng khá là nhiều chỉ số, tăng khá là nhiều chỉ số cho team của các bạn. Đấy, cho đội hình của các bạn. Các bạn là mình cũng chưa lắp nữa nên mình không rõ là nó sẽ tăng cho all team hay là nó tăng cho main, bởi vì một số game khác là nó sẽ tăng cho main. Đấy, tăng cho cái người sở hữu là thường thường nó sẽ là main, chứ nó không phải tăng cho all team. Nhưng mà cái trong này thì mình mong nó không nói ra rõ là tăng cho main, nên mình mong sẽ là tăng cho toàn bộ team thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Cái này nếu như tăng cho team thì nó sẽ xịn hơn, đúng không nào? Đó, chỉ số dự tính nó tăng rất là nhiều trong này. Đấy, và chắc chắn là sau này nó sẽ ra thêm nhiều những cái minh giám khác nữa ở đây để cho anh em sưu tập. Đấy, nhưng mà khi mà các bạn đưa một cái skin vào trong này thì không phải là các bạn bị mất, nhưng mà khi mà các bạn đã đưa skin vào minh giám rồi ấy, thì nó sẽ không dùng cho cái minh giám khác. Đấy, sẽ không dùng cho cái minh giám khác nữa, nhưng mà nó sẽ không mất nhá, anh em lưu ý nhá. Không phải là các bạn bỏ skin ra sẽ bị mất cái skin đấy đâu, nó chỉ là lắp vào thôi. Đấy, nhưng mà nó sẽ không dùng cho cái minh giám khác thôi, chứ nó không bị mất skin hay là mất thú cưỡi nhá. Đấy, cái chỗ này cũng là giải quyết được cái vấn đề là anh em đỡ phải đi xay mấy con heo với lại... mấy con heo với lại mấy con ấy cũng có con là nó phẩm cam, con sói là phẩm cam mà thì cũng sẽ có những cái minh giám cho các bạn lắp những con thú cưỡi phẩm cam. Đấy, còn game thì tại giờ nó cũng chưa có tặng skin nên là cái khoản này cũng hơi khó, nhưng mà sau này nếu như game free vài cái skin nhân dịp các sự kiện lễ lủng các kiểu thì đây cũng sẽ là chỗ các bạn tăng được từ lực chiến nhiều. Đấy, ok, video này thì mình có lẽ xin phép kết thúc ở đây thôi. Những cái series video về review hay là lách những cái event kỹ năng tướng hay là skin các kiểu thì luôn có ở trên kênh của mình, anh em có thể theo dõi trên kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào lại anh em ở các video tiếp theo, bye bye mọi người. Wherever love goes there is also misery, it's no mystery, and you and I we got history, yeah. Wherever love flows there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I we wherever love goes there is also misery, it's no mystery, and you and I we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep.